ngành pha chế là gồm gồm pha chế tổng hợp thì nó cũng là gọi là chia ra có hoặc là gọi là bartender và barista. Bartender thì phân nghiêng về rượu, barista thì nghiêng về cà phê và các dòng lá xay. Thì cái thị trường Quảng Ngãi mình á, thì bây giờ là chỉ nghiêng về các dòng nước á. À, mình phải cần hiểu về các dòng máy móc chứ. Thí dụ như cà phê máy á, thì cái chiết xuất cà phê ra thì mình chiết xuất bao nhiêu cho nó đủ cho một phin ra. Chứ nếu không quá nhiều á, thì nó sẽ bị ngắt, và quá ít á, thì nó sẽ bị lỏng. Đó, mình một món nước đưa ra là khách hàng á, là mình phải làm nhanh tốc độ để cho khách không phải đợi lâu. Vì trong cái barista họ cũng cần phải có nghệ thuật và sáng tạo nữa. Mỗi nơi á, mà họ uống cái vị khác nhau, chứ không phải là thầy dạy là chỉ là một cái mức đó, rồi vị khách là mình định lượng trên xuống, chứ không phải là riêng mà cái vị nước đó không thôi. Đó, ai cũng có một cái công thức, nhưng mà bắt đầu về là mình phải định liệu lại nó khác nhau, để không có giống với đi uống quán nào cũng giống nhau thì không được. Cái vị nó phải khác rõ ràng. Mình thí dụ như trong phòng vi quán vừa thì mình có thể mình nhìn tầm khách quen, thường thường khách quen thì họ ngồi trong những cái cặn gần hoài hơn. Chỉ cần họ thấy là cái ơi khoa như anh như cũ, hay là các chị thì vô kêu ơi khoa cho chị món như hôm qua hay hôm trước gì đó, rồi là mình chỉ cần nhớ mình khoa như vậy, chứ không phải là mình ngồi trong cái quầy này không làm nhìn ở trong cái quầy, không có làm gì cũng phải nhìn khách. Ví dụ như mình nhìn có thể những người khách họ uống thử cái món nước, ví dụ lâu lâu mình phải phổ biến món mới ra để họ uống, chứ không phải là mình cứ ngồi trong này mình cứ pha đúng trong menu là không có, lâu lâu phải quảng cáo nữa. Một cái ly nước ra là mình sợ lắm, tại vì làm ra sợ thật khách họ uống họ chê lắm. Thì phải có người chê, người khen, ngày nào cũng như vậy thôi. Phải cố gắng, phải kiên nhẫn và chịu khó lắng nghe. Chứ còn nếu mà về cái tính nóng nảy bùng bột á, thì nghe xong là họ nản nghề liền, họ bỏ nghề. Họ không muốn học nghề này nữa, hoặc là họ không muốn làm ngành nghề này nữa, họ sẽ học ngành nghề khác.